Xin chào các bạn, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Hôm nay mình làm video để chia sẻ các bạn về một kiến thức trong thị trường tài chính. Rất mong về những kiến thức này có thể giúp ích được cho các bạn trong quá trình đầu tư, cũng như với những các bạn nào mới biết đến thị trường tài chính có thể hiểu thêm về thị trường này, nhằm đưa ra những quyết định đúng đắn cho mình về sau. Chủ đề trong bài podcast của chúng ta ngày hôm nay là tại sao chúng ta cần có các thị trường tài chính. Nếu bạn là một người chưa từng tham gia hoặc chỉ biết đôi chút về thị trường tài chính thì nghe đến từ tài chính, chắc hẳn mọi người chỉ đều nghĩ nó là cổ phiếu nè, vàng, bất động sản. Nhưng nếu bạn ở trong thị trường tài chính đủ lâu thì có lẽ các bạn sẽ biết thị trường tài chính còn có thêm nhiều hình thức khác như trái phiếu, bạc, đồ sưu tầm, thí dụ như tranh ảnh, đồng hồ, các loại siêu xe, đồ cổ, vân vân. Thị trường phái sinh hay còn gọi là derivative, crypto, các mô hình đầu tư đa cấp, cá độ, cờ bạc. Vâng, cờ bạc cũng là một sân chơi tài chính luôn các bạn nhé. Ở đây mình không xét đến khía cạnh đúng sai của đa cấp hay cá độ, vì có thể nó đúng với người này nhưng lại sai với người khác. Vì đã là một sân chơi tài chính thì sẽ có người kiếm được tiền và sẽ có người mất tiền. Mình cũng có thể giải thích thêm cho một số các bạn chưa hiểu về khái niệm phái sinh. Phái sinh tên tiếng Anh gọi là derivative. Phái sinh có hai dạng trường phái khác nhau, đó là cái dạng quyền chọn hay còn gọi là option, và thị trường future hay nói nôm na là hợp đồng tương lai. Đây là nơi mà người ta mua bán những thứ không phải là hàng hóa dịch vụ thực sự, mà là những thứ được gọi là công cụ phái sinh. Công cụ phái sinh là những thứ có giá trị phụ thuộc vào giá trị của một thứ khác. Ví dụ, mình nói ví dụ để cho các bạn dễ hình dung chứ cái lý thuyết hơi bị khó hiểu. Giả sử bạn dự đoán giá vàng ngày mai hay tuần sau sẽ giảm về một vùng 1.600 USD một ounce, và bạn muốn kiếm lợi nhuận từ việc này nhưng bạn lại không có một ounce vàng nào ở trong tay cả, thì hợp đồng future hay hợp đồng tương lai đó sẽ có thể giúp bạn làm điều này. Cơ bản là bạn sẽ nạp tiền vào một cái sàn ABC nào đó để làm thế chấp, rồi bạn bán khống một cái lượng vàng tùy theo cái giá trị mà bạn thế chấp về vùng 1.600 đô. Nếu giá vàng đi đúng như dự đoán của bạn về vùng 1.600 đô thì bạn sẽ kiếm được tiền. Còn nếu giá vàng đi ngược lại với dự đoán của bạn thì bạn sẽ mất tiền. Nếu bạn không có cài đặt chặn lỗ hay còn gọi là stop loss, thì khi giá đi ngược với dự đoán của bạn, toàn bộ số tài sản mà bạn đang dùng để thế chấp sẽ bị thanh lý và bạn sẽ bị mất tiền. Với hợp đồng quyền chọn thì sẽ khác một chút. Giả sử hôm nay là ngày 20 tháng 3 2023 và giá Bitcoin đang là 24.000 đô. Nhà cái sẽ đưa ra một ngày nhất định, ví dụ ngày 21 tháng 4 là ngày đáo hạn quyền chọn. Người chơi ở thời điểm hiện tại chọn quyền mua hoặc chọn quyền bán Bitcoin ở giá 24.000 đô. Giả sử bạn muốn mua Bitcoin và dự đoán rằng Bitcoin vào ngày 21 tháng 4 chẳng hạn nó sẽ lên mức giá 27.000 đô thì bạn sẽ mua quyền chọn mua ở giá 24.000. Nếu tới ngày 21 tháng 4 giá Bitcoin đạt mức 27.000 đô thì bạn sẽ được quyền mua BTC chỉ với giá 24.000 đô kèm thêm một khoản phí như trong hợp đồng đã thỏa thuận. Lúc này bạn sẽ có lợi nhuận được khoảng hơn 10% một tí vì được mua Bitcoin với giá rẻ hơn giá thị trường hiện tại. Nhưng nếu giả sử tới ngày 21 tháng 4 giá Bitcoin sẽ chỉ còn 20.000 đô mà thôi, bạn có thể từ bỏ cái quyền chọn mua này và bạn chỉ bị thiệt hại cái phí mua hợp đồng quyền chọn mua. Nói chung thì cỡ nào nhà cái cũng có tiền, và họ sẽ lời nhất khi giá Bitcoin tới ngày 21 tháng 4 vẫn giữ nguyên ở mức giá 24.000 đô. Tức là họ bán được những cái quyền chọn mua nhưng mà không có bên nào chiến thắng, họ không có cần phải bỏ ra cái chi phí nào thêm nữa cả. Khi đó những người chơi sẽ bỏ cái hợp đồng vì họ mua theo giá thị trường thì sẽ không phải bị tính phí quyền chọn hợp đồng. Giới thiệu sơ với mọi người một vài thị trường như thế rồi, vậy các bạn có đặt câu hỏi là tại sao người ta lại sinh ra nhiều loại thị trường tài chính như vậy? Câu trả lời đương nhiên là để tìm kiếm lợi nhuận rồi. Nhưng mà vậy sâu xa hơn, các thị trường tài chính chính là nơi hấp thu dòng tiền được các chính phủ, các ngân hàng trung ương của các nước in ra liên tục. Hay nói cách khác, đây là một nơi lưu trữ giá trị của đồng tiền trước lạm phát trong nền kinh tế. Nói đến đây,
Một số bạn sẽ nghĩ là bộ lạm phát nó ghê đến thế hả? Thì câu trả lời sẽ là vâng, nó còn ghê hơn bạn nghĩ rất là nhiều. Bạn có biết từ năm 1913 cho đến năm 2020, giá trị của đồng đô la Mỹ đã giảm đến 26 lần. Tức là nếu năm 1913 bạn có thể dùng 1 đô la Mỹ để mua 26 thanh sô-cô-la Hershey, thì ở năm 2020 bạn chỉ có thể dùng nó để mua một ly cà phê ở McDonald's mà thôi. Điều làm các bạn ngạc nhiên tiếp theo là bạn có biết trong đại dịch Covid-19, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hay còn gọi là Fed đã in tiền liên tục thông qua các gói cứu trợ doanh nghiệp và người dân. Trong vòng 22 tháng, chỉ từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021, Fed đã in tổng cộng 20.000 tỷ USD. Lượng tiền này tương đương với 80% lượng USD đang lưu thông trên toàn cầu vào thời điểm đó. Chính lượng tiền này đã đẩy lạm phát tăng cao cực độ vào cuối năm 2021, đầu năm 2022 và đẩy toàn bộ thị trường tài chính tăng phi mã liên tục lập đỉnh ở các thị trường như bất động sản, cổ phiếu, crypto. Thế câu hỏi tiếp theo là, ủa nhưng mà cái đó là đồng đô la Mỹ mà, mình đang sống ở Việt Nam thì xài đồng Việt Nam, cái liên quan gì đến nhau không nhỉ? Thật ra nó cực kỳ liên quan luôn mấy bạn. Bởi vì đồng đô la Mỹ chi phối toàn bộ nền kinh tế thế giới, nên khi một doanh nghiệp bán đồ xuất khẩu ra nước ngoài thì dòng tiền họ thu về thường họ lấy đồng đô la Mỹ làm phương tiện thanh toán chung. Đặc biệt là với dầu mỏ, họ chỉ dùng đô la Mỹ để thanh toán mà thôi. Thế nên khi Fed in tiền liên tục ra thế này, làm các đồng nội tệ của Việt Nam nói riêng hay tiền pháp định nói chung như Euro, bảng Anh, Yên Nhật, Canada, đồng đô la Canada, nó sẽ tăng giá trị so với đồng đô la Mỹ. Tức là một Việt Nam đồng lúc này sẽ đổi được ít đô la Mỹ hơn. Điều này chỉ có lợi cho các nước nhập khẩu hàng hóa, vì mua cùng một lượng tiền đó bạn sẽ mua được hàng hóa rẻ hơn. Nhưng mà Việt Nam giờ đây đã trở thành một nước xuất siêu, tức là xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu. Thế nên nếu bạn bán hàng hóa đi Mỹ chẳng hạn, thì cái lượng đô la Mỹ thu về vẫn như đó, nhưng mà khi mà đổi sang Việt Nam đồng á, nó sẽ bị ít cái đồng Việt Nam đồng hơn. Điều này cũng tương tự với các loại tiền tệ khác các bạn nhé. Thế nên để đối phó với tình huống này, các nước đều đã đồng loạt thực hiện hai biện pháp. Đó là vừa in thật nhiều tiền để cung ra thị trường dưới dạng các gói cứu trợ, vừa giảm lãi suất ngân hàng xuống ở mức rất thấp, thậm chí có nước còn có lãi suất âm, thí dụ như Bỉ, nhằm ép mọi người phải tiêu tiền, đưa tiền vào thị trường chứ không nằm ở trong các ngân hàng nữa. Đây chính là một hình thức xuất khẩu lạm phát của Mỹ sang các nước khác trên thế giới. Và các bạn có nhớ, khi lượng tiền trên toàn cầu được cung ra đồng loạt quá nhiều như thế, thì trong khi người dân lại bị hạn chế đi lại, thậm chí là lockdown ở trong nhà hoàn toàn, không tiêu xài được gì, thì theo các bạn tiền chảy về đâu? Các bạn có nhớ lúc đó tiền chảy về đâu không? Vâng, đó chính là các thị trường tài chính. Đó chính là các lý do tại sao thị trường tài chính liên tục lập đỉnh vào cuối năm 2021, đầu 2022. Câu hỏi tiếp theo là, ngân hàng trung ương đã in nhiều tiền ra thị trường như thế thì có cách nào lấy lại tiền được không? Thu hồi dòng tiền á? Câu trả lời là có các bạn nhé. Cái việc mà lấy lại tiền này đã làm các thị trường tài chính lao dốc không phanh kể từ quý 2 năm 2022 và trượt dài cho đến giờ. Các bạn có thấy là các doanh nghiệp bất động sản đang than trời than đất không? Đó là chính là các ngân hàng trung ương nó đang siết chặt lại dòng tiền. Họ dùng từ chuyên ngành là thắt chặt định lượng, chứ họ không có dùng tiền cái từ là thu hồi dòng tiền đâu. Nhưng lượng tiền này, bình thường cái lượng tiền này thu về chỉ bằng khoảng 10-20% lượng tiền đã cung ra thị trường mà thôi. Không bao giờ họ có thể thu lại về 100% đâu. Đó chính là cái lý do tại sao lạm phát nó cứ tăng từ năm này qua năm khác là vậy. Khi các nền kinh tế quá khó khăn thì một lần nữa các ngân hàng trung ương lại sẽ phải nới lỏng định lượng, hay còn gọi là in tiền hoặc cung tiền để cứu người dân. Và chúng ta sẽ có một cái vòng lặp mới, cứ như vậy suốt hàng trăm năm trời, cái nền kinh tế thế giới đều vận hành như thế. Chính vì thế, các thị trường tài chính vẫn sẽ luôn tồn tại để hấp thụ cái dòng tiền được sinh ra này. Một ví dụ cho các bạn dễ dàng thấy là các bạn hãy nhớ những cái miếng đất nào đó ở trong cái khu mà bạn sống cách đây 30 năm giá nó bao nhiêu tiền, thì bây giờ giá nó bao nhiêu tiền. Cổ phiếu của Google năm 2000
là ngay sau khủng hoảng .com là nó chạm đáy nha các bạn. Giá nó bao nhiêu tiền? Bây giờ giá nó bao nhiêu tiền? Tại sao nó tăng đến vậy? Bởi vì nó hấp thụ dòng tiền. Và khi mà cái gì mà nó hấp thụ nhiều quá thì có phải các bạn có thấy nó phình ra không? Thì đó, cái giá trị của nó phình ra là như thế. Thị trường crypto cũng được giới tài phiệt chọn làm một nơi, một cái sân chơi tài chính mới để họ có thể đa dạng hóa các danh mục đầu tư, có thêm một cái kênh đầu tư mới để lưu trữ lại những cái giá trị của đồng tiền sau mỗi lần ngân hàng trung ương in tiền. Bởi vì các kênh đầu tư hiện tại cũng có tuổi đời hàng trăm năm rồi. Các bạn nên nhớ, cổ phiếu có tuổi đời hàng trăm năm rồi, cái thị trường cổ phiếu ấy có tuổi đời hàng trăm năm rồi, chứ không phải là như Việt Nam mình mới mấy chục năm đâu. Cho nên các giới tài phiệt họ muốn có một cái nơi lưu trữ mới, vừa là cái nơi có thể giúp họ đạt lợi nhuận cao, đương nhiên nó sẽ đi kèm với rủi ro cao, để họ đầu tư kiếm tiền thêm. Đó chính là lý do mà người giàu càng giàu thêm đấy. Bitcoin sinh ra vào năm 2009, nhưng mà tới năm 2012 nó mới có những cái sàn giao dịch thực thụ để nhiều người trên thế giới tham gia giao dịch cùng nhau, trở thành một cái thị trường tài chính. Còn trước đó nó có những cái sàn giao dịch, nhưng mà những cái sàn đó là sàn nội bộ mà mọi người tự lập ra để giao dịch nội bộ với nhau thôi, chứ không có liên thông với nhau trên toàn thế giới. Đến thị trường thời điểm này ấy, thì thị trường crypto đã có tuổi đời hơn 11 năm. Nếu bạn nghe ai đó nói rằng thị trường crypto toàn là lừa đảo thì hãy hỏi họ cái đồng nào là đồng lừa đảo. Vì đúng là trong thị trường này có những cái đồng tiền sinh ra chỉ để chủ dự án ôm tiền của nhà đầu tư bỏ chạy để lừa đảo. Nhưng mà nếu mà quơ đũa cả nắm như vậy thì hãy xem lại, bạn có thấy một cái thị trường lừa đảo nào hay là mô hình bon cấp đa cấp nào mà nó lừa đảo, mà nó lại tồn tại được 11 năm trời mà không có bị chính phủ nào ngăn cấm không? Hiện tại trên toàn thế giới chỉ có một mình Trung Quốc là gần như cấm triệt để với crypto. Họ vẫn cho lưu trữ nhưng mà họ không cho giao dịch, không cho làm bất cứ một thứ gì khác. Còn các nước khác, kể cả Việt Nam, thì nói chung á thì mình chỉ cấm dùng các đồng crypto như Bitcoin, Ethereum là một phương tiện thanh toán trong nước. Điều này cũng giống như bạn không được dùng vàng, đô la, euro để mua hàng ở các những nơi trong nước vậy đó. Bạn đâu có được quyền dùng vàng, đô la để mua đồ ở trong nội nước Việt Nam đâu. Bạn phải dùng Việt Nam đồng. Thì crypto cũng giống vậy thôi. Chính phủ Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại chưa từng cấm người dân không được giao dịch Bitcoin, không được giao dịch các loại crypto. Chẳng qua là nếu các bạn giao dịch thì các bạn phải tự chịu trách nhiệm với cái lượng tiền của mình, bởi vì sẽ không có cái luật nào để bảo vệ cho các bạn mà thôi. Đối với mình, Bitcoin là một loại tài sản có giá trị. Đó, trên đây là những cái góc nhìn của mình về lý do tại sao các thị trường tài chính được hình thành và phát triển cho đến ngày nay. Nếu các bạn có góp ý gì thêm hay muốn mình làm về video về chủ đề gì tiếp theo, xin hãy đóng góp ý kiến ở dưới phần bình luận bên dưới. Và đừng quên bấm nút like, chia sẻ podcast này đến cho mọi người nhé. Xin cảm ơn mọi người.